Hôm nay bên mình có về một lô máy xay sinh tố hàng Nhật bãi điện 100V nhé. Thì lô này có 10 chiếc. 10 chiếc bán là cho bác thợ là lấy hết nhé. Đủ các loại thương hiệu. Và hai chiếc motor. Hai chiếc motor thừa này. Cắt con này. Nói chung là máy còn đủ đồ hết nhá, đẹp nguyên đủ đồ bao chạy hết luôn. Bác nào lấy lô này để cho giá là 2 triệu, 2 triệu nhá, còn có 10 máy xay sinh tố và hai cái motor, tặng luôn cho các bác hai cái motor nhá. Đấy. Rồi bạn nào có nhu cầu mua liên hệ theo số điện thoại 0358742679 nhé.